chào mừng các bạn đã quay trở lại với hệ thống khóa học miễn phí của Myclass.vn. Ở video trước, chúng ta đi đến với bài học thứ 3 của chương 2, đó chính là lập trình chương trình Pen đơn giản. Ở video này, chúng ta sẽ đi đến phần 1 của bài học này, đó chính là thiết kế giao diện cho chương trình Pen của chúng ta. Thì để thiết kế giao diện chương trình Pen, chúng ta cùng xem qua chương trình Pen của Microsoft Windows. Để vào chương trình Pen, các bạn có thể vào string và chọn gõ chữ MS Pen, hoặc là các bạn có thể nhấn nút Start vào Under RAM, các bạn chọn Accessories và chọn chương trình Pen của chúng ta. Rồi, thì tổng quát nhìn qua chương trình Pen của Microsoft Windows thì mình dùng Windows 7 nha các bạn. Thì ở chương trình Pen chúng ta, các bạn thấy là có 3 phần. Phần thứ nhất đó chính là các công cụ ở phía trên đây, các bạn thấy một cái vùng phía trên đây. Phần thứ hai đó là cái phùng vẽ của chúng ta. Cái vùng này có một cái trang vẽ, chúng ta có thể kéo giãn cái trang vẽ này được. Và vùng thứ ba chính là cái nơi mà thể hiện một cái thông số chúng ta biết. Các bạn thấy ở bên đây là cái tọa độ con chó chuột của chúng ta. Chúng ta đang di chuyển ở tọa độ bao nhiêu, các bạn thấy là nó cũng tính ở góc trái trên. Khi mình di chuyển con chuột của mình sát góc này, các bạn thấy là không không. Mình càng di chuyển xa thì cái tọa độ của nó càng thay đổi. Và thứ hai đó chỉ là kích cỡ khổ giấy chúng ta đang vẽ. Các bạn thấy là khi mình thay đổi, nó đã thay đổi cái kích cỡ chúng ta. Thì cái thông số. Còn bên đây là thể hiện cái mức độ zoom, cái mức độ phóng của chúng ta. Chúng ta đang phóng bao nhiêu phần trăm. Chẳng hạn như chúng ta có thể phóng bằng con công cụ này. Các bạn thấy là 300% rồi. Có một lần lít là tăng hơn 100%. Hoặc là mình lít chuột phải để giảm xuống hoặc là 50%, 25%, 12,5% và nhỏ nhất rồi. Hoặc là bạn có thể kéo bên đây cũng được để nó zoom cho chúng ta. Hai các bạn ha. Thì tổng quát về chương trình Pen chúng ta có 3 phần như vậy. Thì dĩ nhiên để lập trình 3 phần như vậy thì cũng được. Tuy nhiên trong cái thời lượng và khóa học chúng ta không có đủ. Vì thế mình chỉ lập trình cho các bạn một số cái demo, những cái mẹo cần thiết để các bạn có thể làm được thôi. Bởi vì mục tiêu chính của chúng ta chính là Cocoa. Tuy nhiên trước khi bước qua Cocoa thì ứng dụng này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tốt rõ hơn về lập trình đồ họa ở trong C#. Rồi thì nhìn qua một số cái công cụ ở cái vùng công cụ này, các bạn thấy thì trước hết chúng ta có một cái menu, các bạn thấy là Home và View, một cái menu tab đúng không các bạn, và có một cái nút thế này, khi mà chúng ta bấm vào nó có sổ một cái công cụ, gọi là một số công cụ chính. New để tạo một cái trang vẽ mới, Open để mở một cái ảnh cũ, Save để chúng ta save đè lên, hoặc là chúng ta save mới nếu như cảnh này chưa phải không phải là chúng ta mở lại. Size là chắc chắn là chúng ta save mới, ta tạo mới rồi, hoặc là chúng ta in ra, gửi email, vân vân, rất là nhiều. Rồi, hoặc là những cái công cụ dưới đây, các bạn thấy là chúng ta có thể copy paste ra, nếu như chúng ta nhấn in màn hình đó các bạn, thì chúng ta bấm paste ở đây thì nó sẽ nhảy ra trên màn hình cho chúng ta. Chúng ta có copy, cut, ta sẽ chọn một vùng, chẳng hạn như mình có thế này, và chúng ta select, chúng ta crop được cái hình này ra, chúng ta chọn crop, thì nó sẽ crop cắt cái ảnh vùng ảnh này chúng ta, cái vùng ảnh chúng ta đã chọn, hoặc chúng ta có resize, chúng ta có thể chọn lại kích cỡ, hoặc là chúng ta phép quay, quay 90 độ, hoặc là quay 180 độ, vân vân, rất là nhiều. Hoặc là chúng ta bên vùng này, tool, chúng ta có những cái công cụ như là vẽ bằng bút chì, hoặc là chúng ta thay đổi màu, và mình chọn màu khác chẳng hạn, hoặc là chúng ta viết chữ, rồi nó bị màu đỏ rồi. Rồi, các bạn ha. Rồi, và chúng ta tẩy xóa gì cũng được. Rồi, hoặc là chúng ta lấy màu ha. Hoặc là chúng ta có thể phóng to phóng nhỏ như cái công cụ đây. Hoặc là chúng ta có thể brush là một cái dạng như cái bút lông đó các bạn. Cho phép cái đường vẽ nó to hơn. Cái đường vẽ nó to hơn là chúng ta vẽ bằng bút chì. Và cái đường vẽ của nó là một tòa màu kính các bạn ha. Hoặc là bên đây cái vùng sáp, chúng ta có những cái đường nét vẽ ha, như mình nãy giờ mình cũng sử dụng rồi. Nét vẽ thôi, hoặc là mũi tên, những cái shape rất là phức tạp. Rồi, hoặc là chúng ta có thể có cái vùng size, chúng ta chọn kích cỡ của nét vẽ chúng ta, và color, chúng ta có hai cái màu color. Thì cái màu bên trái chúng ta thường là những cái màu của bút vẽ chẳng hạn, hoặc là chúng ta chọn những cái shape các bạn ha, là của bút vẽ, hoặc là đổ màu, hoặc là chúng ta viết chữ. Viết chữ này thì nó cũng ăn màu này luôn các bạn ha. Thì màu bên phải này, các bạn thấy thì thường nó là màu của cục gơm. Rồi, các bạn thấy là màu trắng, chúng ta hãy chọn lại màu một cam vàng đi. Rồi, các bạn thấy đây, hoặc là màu xanh ngọc. Rồi. Còn bên đây là cái những cái bút tổng cho phép chúng ta chọn màu thẳng luôn, hoặc chúng ta có phần edit color. Khi mà bấm vào nút edit color này nó sẽ xuất ra chúng ta một cái color dialog, một cái hộp thoại chọn màu.
chúng ta có thể chọn những cái màu đơn giản bên đây cũng được, hoặc là chúng ta có thể custom color, chọn những màu custom bằng cách chọn bên đây ha các bạn ha. Hoặc chúng ta có thể gọi những cái con số dưới đây để nó nhảy cái màu cho chúng ta. Thì ở đây nó hỗ trợ hai không gian màu là red dim blue và hue set lum, thì các bạn chọn thích không gian màu nào cũng được. Thôi đó là sơ lược về cái vùng chọn công cụ chúng ta. Còn về cái vùng vẽ, anh thấy là chúng ta có cái trang vẽ thôi, là chúng ta có thay đổi kích cỡ được. Thì trong khóa học này mình sẽ không hướng dẫn các bạn thay đổi kích cỡ thôi, mình chỉ hướng dẫn các bạn thể hướng dẫn các bạn zoom lên được thôi ha các bạn ha. Rồi và vùng dưới đây mình hướng dẫn các bạn làm được, vùng dưới đây thì nó không có gì gọi là phức tạp lắm đâu. Rồi thì tóm lại chúng ta tóm lại một số chức năng mà chúng ta sẽ làm trong cái chương trình Paint của chúng ta. Thứ nhất đó chính là chúng ta có cái chức năng này tạo mới, mở và sell và thoát. Rồi chúng ta có chức năng select đi, chọn một vùng và sau đó mình drop ra được. Chức năng resize được. Rồi phép quay chứ lẽ chắc mình không làm đâu. Rồi phần tool này mình sẽ chắc này chắc chắn rất là cái biết vậy, chúng ta chắc chắn mình sẽ vẽ, sẽ thực làm cho các bạn xem. Đổ màu thì chắc có lẽ không được, vì đổ màu chúng ta cần những thuật toán. Còn ở trong C# chúng ta theo mình biết thì nó không hỗ trợ phương thức là tô màu. Thì tô màu chúng ta có hai cái thuật toán, thứ nhất là tô màu theo dòng quét, thứ hai là tô màu theo đường biên. Thì ở đây trong các phần cái chương trình Paint mình thấy của Windows người ta dùng tô màu theo đường biên thôi, tức là tô theo điểm lân cận. Thì mình cũng biết được tại sao, nhưng mà các bạn nào đam mê thì các bạn có thể tìm hiểu và lập trình thêm. Còn trong khóa học này mình không thể nào đề cập thêm về thuật toán này được. Rồi vẽ chữ mình có thể hỗ trợ các bạn được, mình thấy làm được gom ha các bạn ha, gom được. Và lấy màu mình cũng có thể làm được, lấy màu cho các bạn và zoom. Rồi brush chắc mình bỏ qua đi, brush nó không có quan trọng lắm, nó cũng gần như bút vẽ thôi. Quan trọng là bút vẽ người ta thì chọn cái size chúng ta nó mảnh khảnh hơn, còn cái bút cọ vẽ thì cái size chúng ta nó bự hơn. Rồi một cái số sáp đơn giản thôi, chẳng hạn như đường thẳng, hình tròn, hình chữ nhật và hình tam giác thôi. Còn những cái hình này thì những cái hình custom, các bạn chắc có lẽ các bạn phải muốn thích thì các bạn phải tự vẽ thêm, làm thêm. Rồi chọn size, chọn nét vẽ cũng được, nó chỉ là quan trọng tính cái độ rộng của nét vẽ. Như mình đã demo cho các bạn ở những cái bài trước rồi đó. Color chọn, chúng ta có thể làm nguyên cái hộp hai color được ha các bạn ha. Rồi cái phần trang vẽ chúng ta mình chỉ có một trang thôi, chúng ta không coi giảng nhé, bởi vì coi giảng thật ra nó không có đơn giản đâu các bạn. Rồi và cuối cùng đó chính là cái thanh ở dưới đây ha các bạn ha. Cái thanh mà chúng ta theo dõi cái thông số. Rồi ở đây thông số chắc có thông số cái này mình không có làm đâu, mình chỉ làm thông số chắc được chứ, thông số chúng ta khi mà chúng ta cắt ảnh thì nó sẽ nhỏ lại chúng ta. Mình sẽ làm cho các bạn thông số này, tọa độ chỗ chuột và cái kích cỡ bằng cái công cụ này ha các bạn ha. Rồi đó là phần thiết kế giao diện, nói phần thiết kế giao diện. Rồi ở video sau mình sẽ đi đến cái Visual Studio chúng ta và thiết kế lại giao diện của chương trình Paint này. Xin ái chào tạm biệt các bạn.